em cảm thấy mình giao tiếp không giỏi, còn nếu như em cảm thấy mình giao tiếp giỏi thì em sẽ giao tiếp nhiều hơn đúng không? Thì bây giờ em làm thế nào để cho mình giao tiếp giỏi đi? Muốn giao tiếp giỏi thì tìm sách học đọc, nó có những nguyên tắc trong giao tiếp ấy, mình nắm được hết các nguyên tắc là mình tiến bộ được mà. Có nhiều nguyên tắc trong giao tiếp lắm. Ví dụ cái nguyên tắc đơn giản nhất là em cứ nói tập trung vào cái sở thích của người ta ấy, thì người ta sẽ thích nói chuyện với em. Cái người mà người ta dành nhiều thời gian để chơi thể thao chẳng hạn, em nói về thể thao. Cái người mà dành nhiều thời gian cho gia đình, cho con cái, em nói về con cái họ. Cái người mà dành nhiều thời gian để học trang điểm chẳng hạn thì em nói về trang điểm. Thì em cứ nói vào cái sở thích của họ là họ thích nói chuyện em thôi. Thì em trở thành người giao tiếp tốt. Khi mình giao tiếp tốt rồi thì mình sẽ giao tiếp nhiều hơn. Cái bước đầu để mà em giao tiếp ấy, bây giờ em học cho anh một kỹ năng như này. Có hai kỹ năng để bất cứ ai cũng chiếm được cảm tình của người khác. Cảm tình ngay đầu tiên á, hai kỹ năng mà anh em phải học được. Một là kỹ năng cảm ơn. Cứ cảm ơn nhiều vào là người khác sẽ quý rồi. Mà cảm ơn thì nói rõ là cảm ơn vì cái gì. Mà thêm từ tôi cảm ơn hay em cảm ơn vào thì nghe nó chân thành hơn, chứ đừng nói không chữ cảm ơn không. Người ta làm cho mình cái gì đấy, nói mỗi từ cảm ơn cộc lốc thì nghe nó sáo rỗng lắm. Mình sẽ nói cảm ơn đầy đủ theo kiểu là tớ cảm ơn bạn vì đã mời tớ ăn một bữa ăn rất là ngon. Thế cảm ơn vì cái gì đấy? Hay là tớ cảm ơn bạn vì đã đưa tớ về. Hoặc là tớ cảm ơn bạn vì bạn đã lắng nghe tớ những cái lúc mà tớ buồn. Tớ cảm ơn bạn vì bạn đã tạo động lực cho tớ. Kiểu ấy là cảm ơn vì cái gì, chứ đừng nói mỗi từ cảm ơn không. Thì đấy là kỹ năng đầu tiên. Nói cái này nhiều vào, suốt ngày thì cảm ơn thôi. Các bạn nào mà đang bảo là em đang ngại giao tiếp ấy, em đang không biết nói gì, thì đầu tiên là cứ học cảm ơn. Mỗi ngày nói lời cảm ơn, 10 lời cảm ơn với 10 người bạn gặp. Mục tiêu. Đấy là mục tiêu hàng ngày á. Cứ nói được 10 câu cảm ơn đi là tự dưng là bạn đã được yêu quý hơn rất nhiều rồi. Cái kỹ năng thứ hai đấy là kỹ năng khen, phải giỏi khen. Mà để các bạn khen ấy thì các bạn phải khen cái gì nó là ưu điểm của người ta. Chứ đừng 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 khen cái nhược điểm nhá, xong lại mình lại ví dụ như là thấy mắt người ta hơi lé chẳng hạn, lại bảo ôi mắt em đẹp thế, thì nó móc mắt, nó ném vào mặt luôn á. Thì chỉ khen những cái điểm tốt thôi. Anh nói ví dụ như này nhá, ví dụ mà bây giờ các bạn đến nhà bố vợ chơi chẳng hạn, mà bố vợ bị hói chẳng hạn, thì theo các bạn thì tặng cái gì? Anh em comment đi, ví dụ mà đến nhà bố vợ chơi mà bố vợ bị hói thì tặng cái gì cho nó hợp lý? Anh em đến nhà bố vợ chơi mà bố vợ bị hói thì tặng cái gì? À, tặng mũ à, tặng xà bông gội đầu à, tặng lược à, tặng máy xế tóc xỏ lá này, tặng dầu gội đầu, tặng lược. À, thế là chết đấy nhá. Cái đội mà cứ tặng lược nhá, tặng mũ nhá, tặng dầu gội đầu nhá, đội là đội không biết giao tiếp đâu nhá. Đi học giao tiếp khẩn trương. Vì biết sao không? Ví dụ cái đầu hói nó là một, gọi là một cái điểm yếu của người ta. Thì khi mà mình mà cứ chọc vào cái điểm yếu ấy là người ta không thích. Bạn tặng mũ thì khác gì bạn bảo là tại vì đầu ông hói nên tôi tặng mũ. Nếu bạn tặng lược thì khác gì xỏ lá người ta. Thì bạn để ý đến cái đầu người ta thì bạn mới tặng lược đúng không? Cho nên ấy, khi mà đến nhà bố vợ mà thấy bố vợ đầu hói ấy, thì các bạn tặng cái gì thì tặng, nhưng mà tuyệt đối nó không được liên quan đến cái đầu. Các bạn tặng rượu, các bạn tặng tiền, các bạn tặng nước hoa, các bạn tặng cái gì thì tặng, nhưng mà không được liên quan đến cái đầu. Vì coi cái đầu nó là đẹp mặc định rồi. Thì đấy mới là biết giao tiếp.
Thì đấy anh bảo các bạn giỏi kỹ năng khen là cũng là như thế, tức là cái gì mà xấu ấy, cái gì mà nó là điểm không tốt của người ta ấy, thì coi như là các bạn không thấy đi, các bạn tập trung khen những cái điểm mà người ta tốt thực sự ấy, và mình để ý, mình ghi nhận, mình khen cho nó tốt hơn hẳn, thì người khác người ta rất quý rồi. Đấy, còn ví dụ mà các bạn mà bây giờ các bạn gặp một người mà các bạn bảo là ủa cái đứa này trông nó chả có gì để khen anh ạ, thì các bạn xem lại cái thế giới quan của các bạn đi. Đấy, các bạn đang chưa biết nhìn cái điểm đẹp của người khác, ai chả có cái gì đấy để khen. Ví dụ họ rất xấu nhá, ví dụ da rất đen này, mắt mũi mồm miệng là không có cái điểm nào đẹp để khen cả, thì xem là giọng nói họ có hay không. Thường là ví dụ bảo là giọng bạn hay thế là người ta cũng không không biết được là giọng người ta hay thật hay không, thì cái này là một trong những cái mà cũng có thể dùng để khen được. Hoặc là ví dụ như là có thể người ta không đẹp nhưng mà người ta lại rất là chân thành chẳng hạn, thì bạn khen sự chân thành của họ, khen những cái thành tựu họ đạt được trong quá khứ, khen những cái chức vụ bây giờ họ đang làm. Đấy, ngày xưa có một anh đi học trong một cái lớp mà anh cũng đi học về giao tiếp này này, anh ấy là đại tá công an ấy. Hôm đấy đi học cũng ở trong cái lớp